Xin kế tiếp Lê Tấn Lợi. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười sạch sẽ triệu like. Rung rung mới khen xong rung liền hả? Em là Lê Tấn Lợi, bao nhiêu tuổi? Em 23 tuổi. Quê đâu? Em ở Long An ạ. Sao rung? Không biết. Hai cái tay thẳng ra coi. Xé cái tay cũng nát. Đó. Đứng hai chân dang rộng ra nữa. Đúng rồi. Ừ. Hít vô. Vẫn rung. Sao mà đi thi hài lên coi rung sao? Này là thách thức danh hài chứ không phải là tuyển phi công mà đo độ rung. Trời ơi trời. Ở nhà có ai nói em hài hước không? Không. Bạn bè nói, có nói em hài hước không? Em nhận thấy mình hài hước hả? Em lên đây em coi em rung sao à? Khoan, giấu cái dĩa bay của em nó trả liền cho nó về đúng cái nơi nó thuộc. Về em đang đi học hay làm gì? Em đang bán. Bán gì? bán gì? Bán nước. Bán cà phê hả? Không có, bán trà sữa. À, mở quán trà sữa bán hả? Dạ. Chủ hay là người bưng thôi? Hùng. Hùng. Rồi không rài lỗ chưa cưng? Trời mưa ế cũng chết luôn. Ế chứ. Mưa mà ai uống? Đúng rồi, trời mưa ít người uống trà sữa lắm. Giờ sao mưa không chuyển bán lẩu đi? Có lẩu trà sữa à? Đúng rồi, có món lẩu trà sữa. Có, biết. Rồi bán đâu? Dưới quê hả? Dạ. Rồi lên đây bán gì? Đi xe Honda lên. Đi một mình luôn? Đi với bạn em. Đi với bạn em, bạn em đâu? Đâu bạn em đâu? Mập lắm. Sao tự nhiên gái người ta chỉ con mập? Không, nhiều khi thân quá đó. Thân vợ quá em. Hả? Vợ em. Nhỏ đó thân hơn. Bị nó dọn về ở chung rồi. À, đêm nào cũng gặp nhỏ đó trơn. Hiện tại là có một quán trà sữa, có một người vợ, công việc ổn định đúng không? Có đứa con nào chưa? Mới đám hỏi à, chưa cưới à? Chưa cưới thì đâu có chắc đâu mà kêu dở. Nhiều khi phát thiệp còn giỡn nữa mà. Có không. Chắc lấy người ta không? Ừ, chắc lấy người ta không? Chắc. Không, kêu con mập là biết lấy rồi. Thiệt, kêu gì kêu bình thường là bình thường, gái nó tán vô mặt chứ đâu có để. Rồi cuối cùng là xong rồi đó, là đời em là trói buộc rồi đó hả? Là đời hết vui đúng không? Không biết nữa, anh xui. Là bữa nay làm gì vui cho tôi coi đây. Thấy nãy giờ thi là được rồi. Ông gan quá. Nãy giờ là tụi anh trò chuyện là với cái tâm thế là cởi mở. Dạ. Thì tụi anh cười trước khi tụi anh mà bắt đầu nghiêm là em thi tụi anh đâu cười. Giờ thi luôn à? Thi đi. Thi luôn. Rồi mời bạn. Cái gì vậy? Nó thở đó, nó thở. Rồi chưa? Bây giờ trước thi nói anh yêu em cái này cho nó dễ thi nè. Thôi. Sao vậy? Không thưa lắm. Giờ không hết yêu hả? Mắc cỡ luôn. Cảnh mắc cỡ. Gái tao mắc cỡ thôi. Gái tao mắc cỡ, không có gì đàn ông mắc cỡ. Thôi. Mình đàn ông mà nói yêu phụ nữ đâu gì đâu mắc cỡ. Không nói là không yêu đó. Đúng. Anh yêu em hả? Anh yêu em hả là đang hỏi thôi. Anh yêu em hả là hỏi. Nói là khẳng định, không có hả. Nhìn thẳng vào cô ấy. Nói anh yêu em. Câu đó khó nói không? Anh cho câu khác dễ hơn. Sao? Anh không thể sống thiếu mập. Anh không thể sống thiếu mập. Nhìn tôi chơi vậy, nhìn bên kia kìa. Bây giờ nói lại câu khác dễ nói hơn. Nhìn thẳng với cô gái. Anh cần mập. Anh cần mập. Ừ, đó, vậy đó, rồi về tối ăn cho mập vô. Dạ. Rồi, trời ơi, ông bước phía trước rồi, ông thò ra sau, ông bước tiếp. Rồi, hai tao thoải mái chưa? Rồi. Ừ, bung rồi đó. Rồi, tập trung và 60 giây. Bắt đầu. Chuyện xảy ra khi tôi đang ở trong một khu rừng.
Dạ. Quân đã chiến thắng và rồi. Thắng của tôi rồi đây, bản thân là tài giỏi. Thắng rồi đó. 2 triệu. Thắng rồi đó. 2 triệu. Trời ơi, ra giáo với vợ. Trời ơi. Hai chồng đến đây mục đích khủng khiếp. Tất cả mục đích lộ rõ. Ghê thiệt, hai vợ chồng lén lút. Dễ sợ thiệt. Chắc vợ chỉ đạo quá. Tôi nghi vợ chỉ đạo. Không biết gì hết. Không biết gì chứ. Vậy mấy cái này là em tự nghĩ ra hết hả? Em tự nghĩ hay không? Hay không hả? Hay không hả? Tao mới cười xả dao nói hay không? Em bị vậy lâu chưa? Hả? Mặt nó cưng quá à, thiệt á. Anh cười là tại vì nãy giờ anh thấy em dễ thương. Và cái động tác xoay đó là anh nghĩ là những cái gì nãy giờ mình trò chuyện với nhau. Nên anh cười. Dư chấn, dư chấn. Ừ. Chứ không phải là vì cái câu chuyện nó có đẩy gì có gì. Chuyện chứ... trong khu rừng, anh biết trong khu rừng nó đảo. Thôi mà kệ đi, vợ được 2 triệu rồi, tiếp đi. Ừ. Tiếp đi, lấy 10 triệu. Đang vui đó. Đang vui đó. Thì tiếp không bạn? Cười lắm á, anh đang cười đó. Thằng nó đang tập thể dục cái gì kìa. Bức bóng chân. Em làm rồi. Lại cái nãy nữa được không? Được. Rồi, được. Rồi, rồi. Tiếp theo. Sau cái cú té rồi mà diễn phải té xong mới diễn. Thì để té nữa. Nó tốn thời gian trời ơi. Ta tao muốn té. Rồi, thi tiếp. Rồi chưa? Nữa không? Khoan anh. Nữa, giờ gật đầu rồi, cho rồi, cho rồi. Bây giờ lấy 10 triệu ngon hơn. 2 triệu còn ít lắm, lấy 10 triệu đi. Tràn rung. 2 tiểu phẩm. Dạ. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Nãy nói gì quên rồi ta. Mười triệu. Cái này mới hài nè. Cái này mới hài nè. Vì em biết sao không? Em chân thật. Em biết sao anh sẽ tiến hành cười không? Cái kiểu đó, ví dụ như anh Trấn Thành lên diễn là y chang vậy được. Nhưng một người bình thường không bao giờ diễn được. Bởi vì cái đó là cái thật. Chính xác. Tại vì em biết, ví dụ như anh Hoài Linh với anh Trường Giang, hay là anh ví dụ vậy, diễn cái đó là tụi anh dùng kỹ thuật biểu diễn. Và tụi anh biết là làm thật nhất để lừa khán giả, để họ cười. Đó là tụi anh hiểu nghề. Nhưng một người bình thường không bao giờ diễn được vậy. Chỉ có những người thiệt sự là vậy mới diễn được vậy. Và ông trời nhiều khi cho em một cái số phận là số được của. Hiểu không? À, người ta cũng ra nói, người ta trật. Em ra em bẻ người, em hỉ mũi, em cười, rồi em chà mặt chà mày, hầu được 10 triệu. Âu cũng là 2 chữ định mệnh. À, nha. Rồi, bạn ơi, 10 triệu rồi. Trời ơi, dễ. Vòng sau là 20. Hỏi gì, hỏi vợ coi là thi tiếp hay ngừng lại. Nếu em thi tiếp em được 20 triệu. Nhưng mà rớt rồi cái mất 10 triệu uổng lắm. Đúng rồi. Em cơ hội nó nhiều hơn là 10 triệu đồng. Mà nãy giờ chưa thi cái gì luôn. Nãy giờ chưa thi cái gì luôn. Chưa thi cái gì luôn. Hiểu không? Nãy giờ có thi cái gì đâu. Mà biết không? Đang có duyên. Kiểu gì tao không cười á. Kiểu gì tao không cười chào má. Đang có duyên. Thiệt. Làm cái gì mình không phải té nữa tao cười nữa. Này anh nói em này, anh là người rất khó cười mà em say cái anh cười liền. Đúng không? Em mà thua là về anh chửi em chết luôn. Ủa? Khoan. Cái này mình hỏi lại nè. Ai là người bắt em phải đi thi cuộc thi này? Em nói em đi thi cái đi theo vậy đó, chứ thua là anh chửi. Đi theo thua chửi, bắt gì chửi người ta. Bán trà sữa ế chết luôn được 10 triệu không về. À, thế em chết được 10 triệu mà không về. À, để làm gì? Thôi bây giờ tôi phỏng vấn cái cô áo vàng này. Cơ hội để bước vào gala để mang về 150 triệu đó là cái cơ hội về tiền bạc, còn cơ hội để tỏa sáng trên một sân khấu hoành tráng. Đó, cho nên bây giờ anh biết bán được một ly trà sữa thì lời được bao nhiêu đồng. Mà bao nhiêu ngàn ly trà sữa mới lời được 10 triệu đồng. Đúng không? Chửi cũng có cái lý của người ta chứ. Mà sao bắt cười vậy? Nhiều ta. Người ta cái gì? Nhiều nó tính vậy. Sao? Anh nói gì? Bao nhiêu trà sữa lại được bao nhiêu triệu? Nó tính được kêu không biết. Rồi bây giờ tôi hỏi bà vợ nè. Cái cơ hội bước vào vòng gala là cơ hội kiếm 150 triệu đồng. Đó là cơ hội để tỏa sáng. Và cái cơ hội gọi là
nổi tiếng trong cái giới trà sữa là chỉ có một lần duy nhất, là ngay bây giờ. Tại sao lại chửi chồng mình? Cơ hội chỉ có một lần. Em đâu có chửi đâu. Này anh ta tố cáo thu về chữ nó 10 triệu. Nó nói là bán trà sữa 10 triệu quá trời, bán ế. Thấy bà gì chữ. Quay phim không dám nói gì đâu, về nhà mới nói. Được, bà trả lời đi, bà trả lời đi. Bà về nhà bà có chửi người ta không? Không. Hả? Hứa đi. Hứa, giờ cho thi nữa không? Đi tiếp à. Tiếp kìa. Ta cổ rõ rồi kìa. Lệnh bà đã ban xuống. Nhưng giờ em thi lại cái nãy nữa. Cái gì nữa? Tùy em, cái đó hoặc cái khác. Thấy cái nào vui làm. Em có một cái á. Nhưng mà hai cái giờ xuống cái nấu thách thấy sợ. Cái miếng cái thứ hai là cười nữa. Là một cái nhưng mà diễn hai cái cười lắm. Ừ, dám chắc không? Thì bây giờ là hồi nãy là tới khúc nào hồi nãy chứ thành mình cười quên rồi ta. Thì té thì thôi à, làm gì đó. Mới nói gì quên rồi. Thì vậy thôi đó. Đó là từ khúc đó. Rồi. Em quên nữa là cười nữa mất công. Em quên nữa cười nữa mất công. Em anh có cảm giác như hụng, em mới đẻ ra hụng qua đó. Em không có biết cái gì trên trái đất này trơn. Em hỏi thiệt nha. Ví dụ sau đêm đám cưới rồi dắt vợ về phòng tối đó biết làm gì không? Ôm ngủ rồi làm gì? Đếm tiền ông nội, nghĩ gì á? À, đếm tiền cưới. Nhưng mà em đâu được giữ tiền đâu. Sao biết? Sao biết? Bán trà sữa rồi nó giữ hết. Từ tháng được phát nhiêu? Ngày 50 ngàn. Ngày tháng 15 triệu nhiều chứ. Ngày 50 ngàn, tháng có 1,5 triệu. Tháng có 1,5 triệu. Trời ơi. Trời ơi cái gì? Giờ thi nữa rớt cái chết. Em ơi. Dạ. Cứ suy nghĩ, bình tĩnh, quyết định thi tiếp hay ngừng lại. Không gì phải sợ hết. Thi tiếp. Thi tiếp. Rồi, 60 giây chuẩn bị. Và thời gian bắt đầu. Chuyện xảy ra cách đây 3 năm về trước, khi tôi đang bị lạc trong một khu rừng. Lúc đó tôi té vậy nè. Nó xàm không còn cái chỗ nào mà nói. Nó xàm đỉnh cao luôn thiệt. Ở mùa này tới hiện tại giờ này em là thí sinh đầu tiên mà ba vòng mà chưa hết một nửa kịch bản. Thiệt á. Em là sinh vật lạ. Nha. Anh nói em là hàng hiếm triệu like. Trời ơi. Em ơi. Định nói vậy nói đi. Thôi, gì nói đi. Tành đâu nói gì đâu. Hai chục. Ê, bộ lúc nào lấy được tiền gì cũng báo cáo về vậy hả? Dâu chửi nữa. Tôi có cảm giác á, bà vợ là bà lá xác hay gì vậy? Nhỏ này như muộn sim la vậy gì cũng chửi. Nè, bây giờ bắt đầu điềm tĩnh lại nè, phân tích nè. Khát nước quá. Đây. Cơm bưng nước rót hai lần, hai chai lần. Thôi sao trong ngày cưới. Rồi. Cơm bưng nước rót. Uống đây. Rồi coi. Uống vô. Trời ơi, tim đập. Sao bụng bự vậy? Uống trà sữa ế riết bự hả? Làm sao? Ế thiệt á. Ế thiệt. Rồi, đó có. Em tin anh đi nè. Sau cuộc thi này nguyên cái Long An nó xúm lại quán em nó uống, tin anh đi, nó thiệt. Thiệt. Bây giờ này mình phân tích nè, về sự phát triển của sự nghiệp trà sữa của em nè. Được. Cái quán hiện tại là một quán chưa có tên tuổi đúng không? Đúng. Nếu có tên, em... có tên. Có tên rồi. Tên gì nói luôn. Cài. Trà sữa biểu là uống mà kêu ta cay là không uống nữa hả? Cay là trời, bầu trời. Cay. Bởi tôi tưởng uống trà sữa biểu ta thèm không chịu. Cay là đừng uống nữa. Trời ơi.
là Sky là bầu trời. Ai đặt? Em, tại mới đầu là em bán ngoài đường á, ngoài vỉa hè á. Ừ. Rồi cái thấy trời, bầu trời cái thấy đặt bán ngoài trời, đặt tên Sky luôn. Lãng ra. Yeah. Đúng rồi, cũng có lý do. Bán ngoài trời thấy trời hoài, Sky đặt cái tên để nhớ là mình đã từng lăn lộn ngoài lề đường. Hơn là ông bán trong mấy nhà, mấy trong bán trong nhà đặt Hiên. Hiên là gì vậy? Máy Hiên nội. Hiên hả? Hiên. À, máy Hiên. Ông này giống như ông từ hành tinh đầu xuống vậy đó. Nè, bây giờ để tôi phân tích lại nè. Bây giờ nè, để tôi chưa phân tích được đường đời sự nghiệp nè, nghe. Hiện tại là quán trà sữa của em ở Long An là chưa nổi tiếng. Dạ. Đúng không? Chưa nhiều người biết, bởi vậy nó mới gọi là ế. Sau cú này, nếu dừng ở đây thì cũng nhiều người biết rồi. Nhưng mà nếu mà bước vào gala rồi và nhận được, ví dụ bây giờ mà em thi nữa, em được 40 triệu rồi 100 triệu nữa. Hồi thì, hả? Hồi. Sao hồi? Sao 100 triệu nổi? 40 còn dám đi. Chửi, dữ lắm anh, tin thiệt, em nói thiệt. Nhưng kiên quyết. Nè. Coi nó thiệt như nó dữ lắm. Em, mai mốt em phải, anh tiếp ý của anh Giang. Cái quán trà sữa của em, người ta đến uống một là tò mò gì hot boy bán trà sữa đã nhận được giải thưởng lớn của chương trình. Cái thứ hai là người ta tò mò để em xây dựng một thương hiệu trà sữa chửi. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, người ta chỉ có cháu ra đứng chửi, kêu ra đứng chửi thôi. Hiểu không? Ừ. Kêu không? Kêu không? Khoái. Khách vừa tới đừng cho nói gì chân, ngồi im lặng. Kêu gì cũng đừng trả lời, quay hỏi gì muốn sao. Ừ rồi đó, vậy thôi là khách thích liền. Ê, chết luôn. Toàn bộ Long An và 12 tỉnh thành Đông Nam Bộ, toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long sẽ dồn về quán em. Tập trung tại quán em, chỗ đâu ngồi trà. Từ đó quán em sẽ không còn là trà sữa bình thường, em sẽ là trà sữa sân vườn. Thôi là sữa chửi. Đúng. Mê, đúng mê, mê, mê. Mê loại hình đó rồi. Em sẽ là trà sữa chửi. Bước ra từ thách thức danh hài. Đúng vậy, khủng khiếp. Một quán bao tất cả khách khứa của toàn bộ miền sông nước. Đó tất cả thu nhập tăng lên, em mua cho hơi em đi giao trà sữa. Đúng vậy. Tới nơi, bấm chuông, rét. Tuột kiến xuống, đẩy ly ra. Đây, thông tiền, nhiêu? 15 ngàn. Nhẹ nhàng. Mà một ngày bán 20 ly nha. Bán 20 ly tiền xăng. Trăm mấy. Ừ, sao kìa, chịu không? Em hỏi lần cuối ha. Hỏi lần cuối nè. Chơi không? Chơi không? Chờ chứ. Đúng hả? Nhưng mà anh có một cái đó đó. Anh Diễn không cười là mất lần về. Chửi, đừng chửi, hứa đi. Bạn cứ quyết định đi ạ. Dạ, thôi giờ sao? Biết sao? Tiếp ha. Em, tiếp luôn. Nói bất chấp một phút không cười là nói tiếp. Nói bất chấp làm gì làm. Và đi tiếp là... à, em xin đi tiếp. Đi tiếp. Cẩn thận nha. Tôi phải ráng mới được. Đừng có gồng, đừng có gồng chứ chứ. Đừng gồng hả? Cứ bình thường đây. Bình thường. Vòng 4 là giám khảo sẽ khó khăn hơn đó nha. Chuẩn bị chưa? Nhanh. Và 60 giây bắt đầu. Đó, tôi té vậy đó. Rồi cái tôi bò vậy nè. Cái tôi thấy con rắn, tôi sợ quá trời quá đất. Cái tôi ngồi dậy, tôi móc điện thoại ra, tôi gọi cho mẹ tôi. Thật ơi, không chịu bắt máy nữa. Trời ơi em ơi, mày duyên lạ, duyên lùng luôn thiệt á. Trời ơi, bây giờ tôi có tiền tôi sắm nhỏ này về nuôi liền thiệt á. Duyên khủng khiếp. Ngày cho hai ly chục. Mà ở đâu mà nó nghĩ ra cái chi tiết? Điện. Điện. Trời điện, ơi, điện. Để yên lâu. Để yên lâu. 4 trời giây. Trời ơi, không chịu bắt máy. Lần đầu tiên trong tích tức trên hài, một kịch bản xài 5 vòng chưa hết. À. Ê, nó nghe nè cưng. Dạ. Chơi vòng trăm không? Sao áp lực ta làm chi vậy? Cứ để bạn quyết định nha. Bây giờ thi tiếp là cơ hội 100 triệu, hoặc là ngừng lại 40 triệu, bước vào đêm gala chinh phục 150 triệu.
còn miếng là còn cười, bảo đảm cứ còn miếng là còn cười. Tại bây giờ á, đang trong cái ga cười của anh với anh Tuấn Thành, ngày mai chưa chắc em mới làm anh cười được. Thiệt. Giờ làm sao, để em nghĩ kìa. Với cách diễn mộc mạc nhưng đầy hài hước của mình, thí sinh Lê Tấn Lợi liệu có quyết tâm tiến tới vòng 5 để giành 100 triệu hay sẽ dừng lại để bảo toàn giải thưởng? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo của chương trình Thách Thức Danh Hài. Thí sinh kế tiếp Lê Tấn Lợi. Vậy em về ông nội? Dạ em đâu rồi. Rồi được rồi. Được rồi ha. Phải có bả mới thi được hay sao? Sao cũng còn đúng nữa. Mà tại sao phải có con vợ mới thi được? Em không biết. Truyền lửa hả? Hả? Truyền lửa đúng không? Cổ động đúng không? Nhìn cười mắc cười. Rồi giờ thì sao? Ê, nó nghe nè, mình có nhớ bữa nay mình đi thi không ta? Dạ, chào khán giả. Ghê lắm, mánh mung lắm chứ. Hôm bữa là chỉ có nói chuyện thôi là đủ cười, bữa nay hát bà nghe chơi được không? Trước khi thi. Hát không được cười nhưng... Tại cười vô thi không cười được. Giờ hát, anh yêu cầu đi. Em muốn hát gì em hát? Hát bài gì mà bạn thấy thuộc nhất á, bạn hát bài gì bạn học bạn hát được hát bài gì của anh hát em quên rồi bài giả vờ yêu hát sao mới đầu ta đêm chia ly em nó nghe nè mình có nhớ bữa nay mình đi thi không ta bữa là chỉ có nói chuyện thôi là đủ cười bữa nay hát bài nghe bài gì mà bạn thấy thuộc nhất á bạn hát ghê lắm, bánh mung lắm chứ. Đêm chia ly, mưa vẫn rơi hay hay. Đêm chia ly, mưa vẫn rơi hay hay. Bước chân anh trên đường khuya hoang vắng. Sau đêm nay, hai đường hai lối bước. Đường đi mất xe vắng bóng em bên đời anh. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy đôi nghe đi em. Những năm tháng yêu nhau giả vờ. Mình cứ cố gắng bên nhau hạnh phúc buồn đắp ai kia. Lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Đành thế thôi cứ chia tay dù biết sẽ tốt cho nhau. Bất cứ bước em về với người, lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Nè. Đó, bạn hát bài tôi, chờ đợi đám cưới. Có muốn tôi hát tặng bài này không? Nó ừ ra đi. Giờ lấy trong rưỡi về cưới luôn. Hỏi lại ra duyên. Ừ, mà MC có duyên sợ đám cưới ta lên hát giả vờ yêu. Mà anh công nhận bài này em hát hay hơn Ngô Kiến Quỳ. Trời clip. Ca hay quá. Ca hay, đẹp trai. Mà ca sĩ không ai sắn quần vậy. Ca sao mà kéo quần nó ghê. Xả lai ra, thoải mái đi. Thoải mái đó, để quần bị rộng không? Dạ, hơi rộng. Kéo ra chi ông nội ơi. Ai cần kiểm tra độ giãn đâu. Rồi sao rồi hổng rài về rồi còn buôn bán không? Bữa giờ hả? Thì xong lấy 100 triệu người ta biết người ta vô đông. Tại nãy anh kia dặn nói vậy. Mã tay làm gì sao cứ hết chùi cái này rồi tới khều kia rồi cào rồi ghẻ rồi nó mọc được quá trời. Bây giờ anh nói em nghe nè. Em hiện tại là nó đã có một giải thưởng lớn ở vòng trước. Vô vòng này nếu được giải thưởng nữa là thành 250 triệu. Đó là một hành trang cho một tuổi trẻ như em là rất lớn. Thứ hai là em đẹp trai, em hát hay nữa. Em hoàn toàn có thể bước vô showbiz nếu có người đứng đằng sau lưng. Đúng luôn. Và anh nói cho em nghe luôn, trong showbiz rất nhiều cô gái xinh đẹp.
Thôi chết. Thôi chết. 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 Đâu biết tính người ta rồi. Em nói thiệt. Em ơi, em nên nhớ nha. Một em năm nay bao nhiêu tuổi? 23. 23. Một người đàn ông 23 tuổi trong tay nắm giữ một gốc tư tỷ. 250 triệu đúng không? Một gốc tư tỷ. Chưa gì hết. Chút chuyện không cười quê chết luôn. Thiệt. Không, tôi đã nói rồi. Tôi nếu hãy tưởng tượng về điều đó. Một người đàn ông 23 tuổi sinh sống như những ly trà sữa, đột nhiên một ngày nọ gốc tư tỷ ập tới gia đình, và anh ta sẽ có khả năng đi hát được, tại giọng hát hay, có tình cảm, đẹp trai, đẹp trai, quan trọng gãi liên tục, khán giả sẽ yêu thích em. Những cô gái đẹp sẽ yêu thích. Đúng. Những cô gái đẹp của showbiz bắt đầu để em. Cô gái đẹp phải gãi lắm. Trời đất ơi. Gì? Thiệt cô đâu? Ai cô gái đẹp khoái gãi bà nội? Từ nãy nói em khoái gãi những cô gái đẹp sẽ để ý em. Tôi nói là bạn khoái gãi. Khán giả thấy bạn chân phương sẽ để ý bạn. Còn những cô gái đẹp là Trường Giang nói, bạn đừng có gom lại thành một chuyện. Nghe trời. Giờ sao? Giờ thi hả? Thi chứ giờ run. Đi đi. À, thi. Phan giờ thi cái giọng, có một giọng một luôn. Thiệt không nghĩ ra được gì. Thức tới 4 giờ sáng tập, kêu nó tập trung. Bữa nay rớt là chết luôn. Giờ em làm tiếp cái hộp. Lạc vào khu rừng. Đe cái bạch. Đang nghe điện thoại. Đúng rồi đó. Không, kể lại chút xíu cho khán giả hiểu. Là làm sao, kể lại cho khán giả nhớ lại nè, cái dòng bữa làm sao nè. Gặp rắn ha. Là em đi vô em mơ đúng không? Kể là kể, cái chuyện đó sẽ rồi. Còn từ cái lúc mà nghe điện thoại xong tới tiếp theo đừng kể nữa. Bây giờ em kể trước, tức là thay vì khán giả họ có coi số đó thì họ hiểu, còn họ không coi họ vẫn hiểu. Hiểu không? Họ không hiểu họ mới coi lại cái nữa. Coi vô, YouTube. Mày làm gì, mày làm đi mày ơi. Trả keo quá sợ. Rồi chưa? Rồi. Rồi thả cho má nghe. Thời gian 60 giây, vòng 1 bắt đầu. Mình đã chiến thắng vòng rồi. Vòng 1. Nụ cười từ Chiến Thành. Sao nó lãng vậy trời? Rồi giờ đang gặp gắn. Trời đất ơi thiệt. Ông anh Trường Giang sao không cười? Tao đâu thấy mắc cười. Có mắc cười đó. Cũng nó mắc cười đó. Cũng nó mắc cười hả? Biết rồi có nó mắc cười. Gặp rắn mất gì gọi cho má. Thì thấy gắn sợ mà em chưa sợ. Ừ chưa cười. Quên, còn khúc sau mới mắc cười. À rồi rồi. Rồi. Vòng 2 nha. Rồi, vòng 2. Câu chuyện cặp con rắn bắt đầu. 60 giây, thời gian bắt đầu. Giờ con đang gặm rắn. Giờ sao không sợ? Rồi, hiểu rồi. Mày no rồi con. Bà nói là giờ tao quay đầu bỏ đi. Giờ tao nắm đầu mày, tao quay trước rồi tao bỏ đi sao? Mình đã chiến thắng vòng rồi. Thắng cuộc chiến rồi đây. Đơ ra chết thì không được canh luôn. Chiến Thành cười rồi. Nhưng mà em muốn phái hai người cười luôn. Chồng hai. Anh Chiến Thành lại cười. Khoái chinh phục hai người. Là gặp rắn là quay đầu bỏ đi. Mai mốt là biết mình là bản thân là có vợ rồi, mà gặp nhỏ khác thích mình cái gọi vợ, vợ nó quay đầu bỏ đi là cũng làm y chang vậy luôn á hả? Ê, thí dụ như mà hôm bữa không gặp rắn mà gặp con vợ, rồi má nói vậy rồi không lẽ cầm đầu con vợ quay. Ý cái đó chỗ mắc cười là má kêu quay đầu bỏ đi là quay đầu đi vậy nè, mà không quay đầu đi. Ai không biết ông nội đó giải thích vậy? Không hiểu khúc đó hả? Sao không hiểu? Hiểu sao cười ông nội? Chỉ có ông mới là không hiểu câu hỏi của người ta thôi đó. Ủa?
Vậy anh hỏi em gì vậy? Trời ơi, bỏ đi. Rồi giờ vòng ba lại gì? Rắn chết rồi làm sao nữa? Bây giờ quay con rắn rồi. Ông quay con rắn xong rồi đó. Còn không? Còn mà chắc xàm không cười. Thiệt, xàm thử, thử luôn đi, thử luôn đi. Rồi vòng ba nha. Sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi hen. 60 giây bắt đầu vòng ba. Mém dính luôn rồi đó. Ủa, ông kia ông bị đứt dây cười rồi. Ông bị đứt dây cười. Không phải, tôi rất là nhạy bén, nắm bắt tình huống rất là thông minh. Mà mắc cười không mấy bạn, đúng không? Thế lực. Tôi đâu có bị điên mà tự nhiên tôi cười. Nó nắm được tình huống, nó biết. Mà nó dùng cái từ mém, thấy ghét. Mém dính luôn rồi quay qua cười xong chạy làm như mừng lắm. Dễ sợ thì. Rồi, bạn ơi, vòng 3. Bây giờ là vòng 4. Tôi chưa từng thấy một thí sinh nào tới thách thức danh hài có một câu chuyện con rắn thắng gần 170 triệu. Đúng khiếp. Nó làm cái gì hết trên cái trời. Nó không có làm cái gì. Câu chuyện điện thoại gì cho bà mẹ thôi 100 mấy chục triệu. Rồi bà mẹ cũng không biết trả lời cái gì luôn. 100 mấy chục triệu. Giờ không em mà được vòng 4 là qua vòng 5 kêu nó lên diễn chung luôn. Anh cười đi em diễn vòng 5 coi hay. Giờ em ráng cười với em này đi. Cái này cũng hơi vui thôi à, chứ không vui lắm. Ráng cười này đi mấy câu là vòng 5. Rồi làm. Vòng 4, thời gian 60 giây bắt đầu. Sau khi gặp con rắn, tôi mới đi qua bên đây. Tôi thấy có nhỏ con gái ngủ. Cái tôi để nó ngủ với kêu dậy chửi. Vòng 4, bạn đã qua được. Lên, ủa chưa? Lên. Chưa chút chuyện. Là cái con gái đó là con vợ đó hả? Công chúa ngủ trong rừng. Ôi, công chúa này mà chửi, con vợ mới chửi thôi. Không, công chúa mà ám ảnh con vợ. Em chắc chửi nhiều quá đó mà. Chửi nhiều quá. Nhưng gặp... mà nếu mà được 100 triệu, 150 chắc khát nước nữa. Thề luôn. Ông quỷ ghê. Nãy giờ tôi chưa cười luôn á nha. Đó. Đây. Đây, lấy miếng nước đây, uống. Ê, nó nghe nào. Tôi không biết sao chứ một chai nước là 1 triệu đó. Không đầy uống mấy chai rồi. Uống cái mỏ thấy ghét. Y như con cá chiều kiến. Mỗi lần mà nó hung vợ chắc chết thiệt nhỏ. Chai nó cỡ đó nhỏ nó núp. Trời ơi, tao nghĩ sao núp nó. Rồi, bây giờ là tiểu phẩm vòng 5 đó. Là bạn mời vợ lên diễn đúng không? Diễn không? Bây giờ em làm đúng cái tiểu phẩm tuần cuối đó. Cua nó thôi là được. Thì cũng tính vậy luôn. À, tôi nói biết trước nha. Lần đầu tiên anh gặp em, anh không biết gì về em hết. Anh cười, chứ hồi nãy giờ là anh chưa cười. Bởi vì anh đã biết em là con người như vậy rồi. Hiểu không? Thì em cũng vậy, nhờ làm sao. Nếu có làm khác nữa thì đâu làm. Thì kể. Ai biết làm gì làm đi. Vậy chắc khỏi cười luôn. Kệ người ta làm giá chuyện của người ta. Ta làm giám khảo, ta được quyền. Mấy người ngộ, mấy người thi, mấy người là tập trung chuyên môn. Vậy giờ lên diễn. Trời ơi, chiều mến vô. Đó, bấm liền, bấm đi Phan. Chưa, phải giờ cua nha. Chưa đeo micro, chưa đeo micro. Nó có đeo micro không? Nó đâu có nói micro đâu. Cho nó nói chứ, lỡ có... Bấm đi ha. Rồi, 60 giây bắt đầu 1, 5. Em, anh yêu em. Cho dù anh có được 150 triệu đi nữa thì em vẫn luôn nằm trong tim anh.
Nhưng em đừng buồn, sẽ có nhiều đứa nằm kế bên em trong tim anh. Tụi cậu hết rồi chứ còn. Tiếp, nghĩ cái gì ra gắn nói tiếp. Tiếp luôn, tiếp bạn. Hồi xưa cua làm sao? Gì lãng. Nằm kế bên em. Đừng nhìn đồng hồ, nói tiếp kệ bà đó. Anh yêu em. Cười hoài nước vợ, trời ơi. Anh yêu em nhiều lắm. Mập. Anh Trấn Thành, có ai lên truyền hình mà thả cái chữ đó như nó hôn nhỏ cái đi. Đám cưới năm nay đại lớn à. Bây giờ sao ta? Em không thể nào nói được. Chỉ có gãi thôi. Mà kéo nữa. Nó nghe nàng nhỏ con gái lấy 100, 250 triệu sắm cho nó cái quần dừa cho nó kéo hoài. Thấy sao? Em cho anh biết cảm nghĩ khi em có một thằng chồng như vậy. Cười khóc. Sao? Ở trong nó thơm tho gì đâu, dúi vô hoài vậy. Phát biểu cảm nghĩ. Có một cha chồng vậy thấy làm sao? Cảm thấy hạnh phúc. Em không biết nói gì. Kêu nó hát em nghe em bản được không? 4 năm nay em không nghe nó ca được một câu nào luôn. Thề luôn. Bắt Kim Thang Lan Bí Rợ không bao giờ hát. Giờ em muốn nó đứng đây nó hát em nghe. Ca câu đi cho người ta. Người ta vừa mang về một góc tư tưởng. Ta mới mang về góc tư tỷ mà không ca được bài, nó không chia cho một cách đâu, tôi nói thiệt. Em không biết hát này, để về nhà em hát đi. Thôi giờ bắt đầu xàm rồi. Đó, đó, đúng rồi đó, bắt đầu xàm rồi đó. Nó ca đùn tí, câu cho có đúng không? Trao giải thưởng nó mới hấp dẫn. Thôi ca một bài tặng nó luôn đi. Alo. Yeah. Ông có một cái mic rồi, không cần cầm cái kia. Đó, cũng bắt đầu xàm nữa rồi đó. Giờ em hát bài chứ giờ em vui quá rồi. Em không biết nói gì luôn á. Không biết nói gì mà nói từ nãy giờ. Dạ. Em ca bài tặng nó ha. Tặng ai? Tặng vợ ơi, tặng nó. Lấy tiền của chương trình đi tặng vợ. Ồ. Dạ tặng tất cả mọi người có vợ. Dạ. Có vợ thôi, mấy người không có vợ là không tặng. Dạ tặng hai anh luôn. Anh luôn. Với một bài hát. Này cho Thành. Nằm với anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Lầm vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Wow, wow. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Say you do, em là bà nội của anh. Thôi, bà khôn lắm, lành lắm. Chứ không phải khờ đâu. Thiệt thà, nhưng mà khôn lắm. Khi một người chồng mà thật thà mà khôn như bạn, thì tôi tin bạn là một bờ vai dựa vô được.
chứ người chồng thật thà mà không... Lời dính vô showbiz là bắt đầu bỏ vợ bỏ con. Thôi em sợ vậy lắm. Nhiều vô lắm. Vô showbiz là... Mà đưa, đưa, đưa vợ vô showbiz luôn hả? Không, tôi nghĩ như thế này nha. Tôi nghĩ như thế này nha. Con người sống như thế nào thì mãi mãi người ta là như vậy. Cái tâm là cái quyết định con người có thay đổi hay không. Tôi nói không biết chắc chắn là bạn có vào showbiz hay không. Tại vì nếu nói như vậy, tất cả những người cứ nghe nó vào showbiz là bỏ vợ bỏ con à. Không. Làm vậy nghe cái showbiz nó tệ quá. Đúng không ạ? Sống chúng ta phải có cái nghị lực vươn lên. Cơ hội nó đến với mình, ai cũng muốn làm giàu hết. Và cả bạn, nếu như bạn có cơ hội bạn vào showbiz, bạn làm ca sĩ, bạn thay đổi một cuộc đời mới, lý do gì không? Tôi nghĩ vậy. Nó không có gì là xấu xa hết trơn. Showbiz nó không có xấu. Chỉ có những người xấu nằm ở trong showbiz làm cho người ta nghĩ nó xấu thôi. Bây giờ với 250 triệu đó bạn sẽ làm cái gì đó? Xây nhà, cưới vợ gì đó rồi nó cũng sẽ hết. Đúng không? Nếu công ty của Thách Thức Danh Hài, công ty Điền Quân sẽ ký hợp đồng với em 3 tỷ. Bạn nói nghiêm túc không? Nói đùa. Nhỏ tưởng đùa cũng thôi. Tưởng đùa cũng được. Đừng giọng như mặt nha. Nếu ký hợp đồng với em 3 tỷ, em làm độc quyền cho công ty trong vòng 3 năm, nhưng em phải ở trong công ty, đi đứng ăn uống và tất cả mối quan hệ của em đều chịu sự tác động từ công ty, em có chịu không? Nếu điều đó vợ em chịu. Tức là em trong vòng 3 năm đó là công ty quản lý hết tất cả mọi thứ của em luôn. Em chỉ việc đi làm nghệ thuật thôi. Hiểu không? Quản lý vợ em luôn. Về tất cả mọi thứ. Về tất cả mọi thứ, về các mối quan hệ. Những cái gì công ty gật đầu thì em mới được làm, còn không thì em không được làm. Thì em có nhận không? 3 tỷ đồng. Nó bán trà sữa với nó cho nó chắc. Cái gì em lấy 250 triệu đó em cũng có thể mở thêm trà sữa bán. Mốt lên truyền hình nổi tiếng bán còn hơn 3 tỷ. Có nhiều năm chắc em sẽ bán được. Nói nào ngay chứ không có công ty nào ác tới mức độ kiểm soát mọi thứ của em gì. Nói đâu. Nói trời chứ công ty Điền Quân đâu rảnh đâu lăn xe cho. Nãy em tính nói mà sợ anh quê. Xạo. Nó dập không còn ai hết trơn nha. Cái con người này lanh lợi lắm. Công ty Điền Quân cũng mướn anh chứ bộ. Vô đây ngồi vậy thôi chứ có dính líu đến đây đâu. Mướn 3 tỷ. Nói cho vui chứ. Sợ quê. Trời thì đó giờ nói là quê rồi đó. Ừ. Sợ quê mà nó dập tới, nó dập 5-6 nhát vậy thôi chứ nó không nói nhiều. Không nói đâu ngay chứ em rất là thông minh. Anh nghĩ là sẽ có những đơn vị họ tìm đến em ha. Anh chắc chắn điều đó. Nhưng chỉ nói cho em biết vậy thôi. Cuộc đời á, anh sợ nhất là cái hiện tượng mà một ngày nó thay đổi quá nhiều thứ trong cuộc đời người ta. Cuộc đời chúng ta có bốn dạng. Nó có thể biến được bản chất con người thành một cái khác. Tại vì theo anh nghĩ nhé, một hành động được lặp đi lặp lại sẽ là một thói quen. Thói quen đó được duy trì sẽ ra tính cách. Và tính cách đó được định hình, nó sẽ ra bản chất con người. Bản chất con người thì bất di bất dịch. Nhưng với bốn trường hợp nó sẽ thay đổi. Đầu tiên là vì say. Thứ hai là vì yêu. Thứ ba là vì tiền. Và thứ tư là vì biến cố. Trong trường hợp của em nó nằm đến hai trường hợp đúng. Đó là biến cố và tiền. Em đang có tiền. Em phải đối diện với rất nhiều tiền. Và biến cố của em là rất nhiều tiền đó sẽ làm cho em phải thay đổi cuộc sống. Thì anh hy vọng em ráng giữ vậy. Ráng giữ cái chất của con người mình, đừng để mất chất. Tại vì họ yêu mến em là vì cái này. Với lại anh nói luôn nè, anh nói ví dụ như sau đêm nay sẽ có A, B, C gọi cho em là mời em đi diễn hài. Anh nói trước luôn, đừng bao giờ nhận. Đừng nhận. Bởi vì em nhận em không làm ai cười được hết. Anh nói trước luôn nha. Anh nói giá không? Hả? Mất giá. Ông có giá đâu mất. Anh đang nói nghiêm túc. Dạ thì em dạ. Ví dụ có một A, B, C mướn em đi diễn hài. Anh nói em luôn, em lên diễn người ta cười, anh sẽ cho em 1 tỷ. Anh nói nghiêm túc.
Ở đây là một cuộc thi nó hoàn toàn khác biệt. Và Trấn Thành là người làm người ta cười, cho nên Trấn Thành thèm một lần được cười lắm. Anh cũng vậy. Và hiểu được con người của em là như thế như thế. Và trong cái khung cảnh như thế này thì tất cả mọi lời nói đó nó hỗ trợ tất cả lẫn nhau để tạo nên cái cảm xúc để mình cười. Còn khi em bước ra sân khấu em diễn với như thế này, anh xin lỗi em luôn, cười anh cho em 1 tỷ. Anh nói như vậy để em hiểu rằng là nó ở mức độ nào, cái vị trí như thế nào và cái tầm quan trọng nó như thế nào, để đừng có dại dột mà biến cuộc đời mình nó đi theo một cái lối sai hư và không bao giờ quay đầu lại được. Có hiểu không? Có nghĩa là đây là một luật lệ. Anh Giang cười em có tiền, nhưng cuộc đời nó không có luật lệ. Luật lệ duy nhất là họ bỏ tiền vào xem em diễn, em phải làm họ cười liên tục. Chữ đó trong ngoặc kép. Họ không có cười một nụ cười đem được tiền liền. Hiểu anh nói không? Lúc đó nó đòi hỏi. Bây giờ lại đang ngồi không nha, không ai cho tiền ai trơn nha. Em làm gì vui ta cười liền ha. Tại không biết em là ai, nhưng giờ biết em rồi đúng không? Thấy em vui rồi đúng không? Người ta có sự mong đợi. Mà mong đợi mà không làm ta cười được, chả là ha. Anh chỉ khuyên vậy thôi. Nếu có ai đó khuyên em làm ca sĩ, anh thành thật khuyên là em nên làm. Tại vì em hát hay lắm, chứ mà là không nói giỡn, cái này không nói giỡn. Em hát không nhạc mà anh cảm thấy được tình cảm của em, hát rất tốt. Em chỉ còn đi luyện thanh thêm hát chắc chắn thì em hoàn toàn có thể trở thành ca sĩ. Cái gương mặt của em cũng thiện cảm, tình cảm lắm, dễ thương lắm. Nếu cái đó thì làm, mà phải tập tành, phải học hành đàng hoàng ha. Chứ đừng có vội vàng phóng ra sân khấu làm bất cứ một cái gì mà dính tới chữ chuyên nghiệp. Em chưa có đủ cái cơ sở để chuyên nghiệp nha. Giữ cho mình cho đến một lúc nào đó em có đủ khả năng bước ra sân khấu như một nghệ sĩ đàng hoàng mình diễn. Nếu em yêu nó nha, anh đúng là nếu em yêu nó nha. Còn không thôi thì mình cứ giữ cái chất này, tại vì hiếm hoi lắm. Hiếm hoi trong cuộc sống có những người như em lắm nha Cường nha. Vậy mốt em phải đi thi nhiều hả anh? Em cứ đi thi, anh nói thật. Bây giờ có rất nhiều cuộc thi về âm nhạc. Nếu em cảm thấy em yêu mến âm nhạc, em cứ đi thi. Nhất là khi họ đã biết em là một thí sinh nổi tiếng của chương trình này, họ sẽ có nhiều chú ý đến em hơn. Và cái khả năng của em được khán giả yêu mến sẽ nhiều hơn. Anh nghĩ vậy. Một chương trình nào đó của Điền Quân tham gia, tổ chức em có thể tham gia. Nhưng mà phải lựa chọn trước nè, anh nói luôn nè. Nếu như may mắn ở một cuộc thi âm nhạc nào đó, em trở thành một trong những cái thí sinh có tiềm năng trước để đoạt giải quán quân. Và ví dụ như là hên xui mà rủi gì đó, em đoạt giải quán quân và em nổi tiếng showbiz, em bước vào là 100.000 nỗi đau. Nhưng với 250 triệu, em trở về Long An sống bình yên vợ con, đẻ 5-7 đứa, nuôi đứa nào học thành tài, không có nỗi đau nào xảy ra hết. Em chọn cái nào? Nói liền bây giờ luôn, em chọn cái nào? Với một cái danh vọng, sự nổi tiếng, gần 90 triệu dân Việt Nam biết em là ai, nổi tiếng, có hàng chục tỷ trong tay, bước lên một vị trí mới, 100.000 nỗi đau dù dập, chưa chắc hạnh phúc gia đình còn. Nhưng nếu mà theo như anh nói vậy thì ví dụ như vô showbiz mà làm vậy thì thấy nó cũng, cái showbiz nó khổ quá ha. Ủa em tưởng anh Nhất Thành ngồi đây là sung sướng hả? Anh nói là 100.000 nỗi đau khổ. Trời, em hỏi anh khổ không? Ủa cái đó gọi là chất vấn nhau đó hả? Thật sự ra mà nói vậy nè, anh Giang làm áp lực em thôi. Cuộc đời mà bất cứ thôi cái gì giờ, tới đâu mình tới chứ thiệt. Đúng rồi. Chi vậy, chi đặt áp lực nhau chi vậy? Thật ra cuộc đời cái gì cũng vậy, cái một cái nào em lựa chọn ha, nó đều có hai mặt thôi. Sướng và khổ. Sướng ít thì khổ ít, sướng nhiều khổ nhiều, cái gì nó cũng có cái tỷ lệ thuận đó. Vậy thôi. Năng lượng không tự tan biến đi, chỉ được chuyển từ dạng này sang dạng khác. Em sướng nhiều thì em khổ nhiều thôi. Giờ cũng vậy, không tự tan biến đi, chuyển từ vợ mình qua vợ người ta. Dễ gì, dễ gì. Khoái lắm phải không? Trời ơi, nó thương em vô cùng. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Em hiểu không? Vấn đề là em biết vợ em thương em vô cùng. Rồi em có thật, em có làm lại ngược y chang gì không? Có không? Cầm cái micro đưa người ta nói y như đưa uống thuốc độc vậy đó tim. Để từ từ áp lực sao ta nói được. Nhẹ nhàng. Anh có yêu em không? Có. Trời ơi. Trời ơi.
Cưng quá à, hai đứa rồi, lấy hàng 150 triệu. Mời thí sinh tiếp theo. Dạ em chào anh Tiến Luật. Em chào anh Trường Giang. Em chào anh Trấn Thành. Chào quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay, cũng như là đang xem chương trình. Em, có ai làm em giận cái gì không? Dạ không. Mà sao em chào em căng quá vậy? Dạ em luôn. Thoải mái giãn cơ mặt ra nè. Nhìn nè, đi ơi lên, cười tươi cái nè. Cười. Rồi, tươi lại nè. 2, 3. Cười. Ráng cho anh một cái cười mà nó ra cười nha. Thoải mái nè. 2, 3. Cười. Rồi, thi. Dạ em đã sẵn sàng. Hay quá, anh rất thích. Kiểu rồi thi. Em có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Từ nhỏ cho tới lớn, ai cũng có mơ ước, mộng tưởng để mà ôm ấp ủ, để mà theo đuổi. Vâng. Sau đây là bài hát của Lê Cát Trọng Lý do em trình bày. Da 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 da. Bà có một nét mà ai về làm gì kìa, bà cứ đà đà đà. Em á phải cảm ơn anh á, anh mồi cho em ba cái mặt cười hồi nãy. Giang nó có đà nó mới đi đó. Tại cái mặt em á, trời ơi, trời phú cho em có cái gương mặt bất biến. Em hiểu không? Mặt bất biến giữa dòng đời dạng biến. Coi như là cuộc đời có đổi thay, mặt em vẫn cứ y như vậy thôi, không có làm cái gì hết trơn á, nó cứ thẳng băng vậy thôi. Đa 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 được 2 triệu. Cho em hát cái bài này được không? Đã em lấy tinh thần. Trời đất ơi. Tức là bây giờ hát hát tặng, hát tặng. Rồi vô. Vô. Da 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 da. Trời ơi, thi đi, thi đi. Tại sao con thi? Để thi luôn. Da 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 da. Hey, da 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 da. Hồi nãy giờ bà được 100 triệu rồi. Bây giờ anh Kim thi vòng 2, em làm y chang cho anh nha. Làm y như vậy. Không, tôi không cười đâu á. Em làm đi, đi. Anh trai em làm y chang vậy, bảo đảm vàng cười. Ở vòng 2, nói chữ thi, làm lại đà 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 y như vậy. Rồi hát hoài một câu luôn. Y nghe. 60 giây, bắt đầu. Bà không làm được. Đà 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 da 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 da. Cho em hát cái bài này đi, hát cái bài này tặng. Trời ơi. À không, bà có ai tặng, tôi kêu bà ca bà thi đi. Thi. Tại em hơi run cho nên mặt hơi căng thẳng. Không có cần căng. Vậy đang vui em ơi. Đang vui. Em có biết là em thắng 2 vòng rồi chưa?
Dạ thấy. Ừ. Ca lại bài này chơi vòng 3 chơi không? Chưa. Thôi vậy cho em hát. Trời ơi. Không, nhiều khi có bài khác sao? Nhiều khi. Thế là cho em lát hồi điệp khúc thì em thì ủa, em nãy giờ chưa vô điệp khúc hả? Dạ chưa, mới dạo nhạc thôi hả? Mới dạo nhạc mà em có 10 triệu rồi đó. Dạo đi chứ vô điệp khúc nhiều khi là không vô à. Đi đi. Đang xôm à. Dạ, vậy em ca đúng bài đó. Ca đúng cái bài đó. Nhiều khi nó có bài khác, nó không phải đà đà mà chuyển qua đi 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 đi. Đi 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 là về đó. Chứ đà là vô đó, đang đà dạ là vô. Cho em thi tiếp nhưng mà em không có dạo nhạc nữa. Rồi, phải dạo một cái rồi mới vô hát tiếp. Quyền của cái người dạo, chơi. Cái quyền dạo. Của người chơi là quyền của em. Ừ. Rồi, em có quyền thi tiếp và không dạo nhạc. 60 giây của em bắt đầu. Da 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 da. Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên. Em cần an chỗ, em cần yêu thương. Thời thì ai cũng xem mình hay, và thì em cũng xem mình hơn. Khi lòng tan nát và trăm lời vô nghĩa. Dạo nhạc, dạo nhạc. Ừ, xem chúng ta hơn. Em buồn quá, em xin điểm. Em ơi, hên cho em là nó rớt ngay chữ ừ. Chữ ừ. À trăm lời vô nghĩa. Dạo nhạc, dạo nhạc. Ừ, xem chúng ta hơn. Cái mặt em khó chịu lắm. Ừ. Còn hồi nãy á, là em phải sử dụng cái thông minh. Tức là anh và anh Thành là đang bị mắc cười ngay chỗ chữ đà. Là đó là dấu ấn đậm nét nhất từ nãy tới giờ. Nên em cứ buồn tin tin đà 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 là sẽ cười nữa. Đúng rồi. Nhưng mà hên cho em vô ngay chữ ừ. Hiểu không? Dạ. Hồi nãy ngay vòng 3 là anh cứu em đó. Anh kêu em vô lại cái dạo nhạc là dính nữa, khán giả đang vui. Ai ngờ em vô chứ ừ nó còn đậm hơn nữa. Nó vừa nãy nói rồi là có cái dữ nữa mà. Có dữ nữa. Giờ có gì? Có 20 triệu đó nha. Tôi bảo đảm con bé chưa hiểu tại sao nó có 20 triệu. Chưa biết được. Điều đó đến thật là tự nhiên. Bây giờ cho suy nghĩ đó. Có thi nữa hay không? 20 triệu rồi đó, thấy ghê không? Thấy ghê không? Ừ. Dạ. Dạ em thi tiếp. Suy nghĩ cho kỹ nha, suy nghĩ cho kỹ nha. Có chiều dữ lắm, đừng có chiều à. Rồi. Em có 60 giây, 60 giây của em bắt đầu. Ừ, xem chúng ta hơn thua được chi. Chờ mùa xuân đến từng bờ môi, chờ tình yêu giống như còn thơ. Em lòng khao khát nơi về nương náu. Lời ca biết vui nhưng khi được yêu. Xin chén cơm luôn đông đầy, tình yêu cũng dâng. Xin áo mây đem cho người khắp nơi. Da 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 da. Bà tính hết rồi. Ôi, tụi nó qua rồi, nó vòng về. Nhỏ này ghê thiệt. 40 triệu cho em. Nè, bài này của Lê Cát Trọng Lý đúng không? Dạ, Lê Cát Trọng Lý. Lê Cát Trọng Lý cũng không kiếm tiền nhanh bằng em đâu. Em nãy giờ em cứ đà, không em lấy 40 chài. Thấy đúng, đúng là có đà thiệt á. À. Có đà. Có đà rồi, bây giờ em vô vòng 5 em được 100 triệu đó. Dạ, đối với em 40 triệu rất là lớn. Nhưng mà người ta thường nói tiền bạc là phù du. Em thật ra em đến chương trình này là cũng mục đích đó là được nói chung là thách thức bản thân của mình. Xin hết. Thôi,
Hết là hết nói hay là hết thi? Dạ không, xin hết, tức là em hết. Em thi tiếp nhưng mà em ngừng cái lời nói là tại em run quá. Ây, quá hay luôn. Cái gì em ơi, em thi tiếp hả? Dạ em thi tiếp. Anh nói cho em nghe nha, hồi nãy giờ anh đang bị cái cơn. Khán giả cũng đang bị cái cơn. Nhưng vòng năm mà 100 triệu là anh phải tự ghìm mình lại đó. Em nhắm em làm cho anh cười thì em vẫn làm nha. Vẫn đà là bà cũng cười rồi bà ơi. Không có đâu. Lần này có đà mà anh cũng sẽ ghìm lại. Anh liên em yên tâm đi. Thành không cười thì Giang sẽ cười. Anh nói với em là đã lâu rồi anh với Thành chưa cười và chưa có vòng 40 triệu. Tới ngày hôm nay thì rất là ít cho nên em là bây giờ cô hiếm đó. Đang chờ rồi để cười thiệt. 100 triệu dễ về tay lắm. Em đang có lợi thế. Em đang có lợi thế. Dạ em đã quyết định rồi, em chơi tiếp. Thi tiếp kìa. Thi tiếp. Một tràng pháo tay cho em gái. Rồi nha, bắt đầu nha cưng. Dạ. Em có 60 giây, bắt đầu. Da 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 da. Sinh tiếng ca đây không ngừng, vui sướng cũng vui. Sinh sống vô tư cho ngày tiếp theo. Sinh tiếng ca đây không ngừng, vui sướng cũng vui. Sinh sống vô tư cho ngày tiếp theo. Da 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 hey da 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 da. Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc, một đoạn nhạc chưa hết một bài quất 100 triệu một bài. Mà phải nói là cái cô bé này là ở đâu, quê ở đâu? Dạ quê em ở huyện Bình Chánh. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Hiện đang làm gì? Dạ em là sinh viên năm cuối của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Em học bên trồng trọt. Bà này bà rất là thông minh. Thông luôn. Minh. Bà cứ nguy xin chắc gì thắng trong bông hoa. Bà cứ bình thường mà mình ở dưới là mình sợ bà sẽ vô đà. Không, tại vì vô đà. Mình sẽ kèm với chữ đà. Vô đà là tôi kìm lại rồi. Đúng không? Ai ngờ bà đâu chịu. Bây giờ tôi chỉ hỏi nè, trường quay nè, thuyết phục không? Biết sao không? Cái cô này á, cổ có thể là mình nói mà không biết sao, nhiều khi cổ cũng không biết. Nhưng mà do đó là do cái con người cổ có mà cổ không biết. Tức là cổ biết được cái nhịp của hai ông giám khảo ở đâu và cổ đo được cái điều đó cho nên cổ cái trong đó da 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 là tôi với Thành là đã nhảy trong bụng rồi. Nhảy trong bụng rồi, thiệt không á? Tôi biết nhảy mà. Tôi vẫn hít thở đó. Nhưng mà tôi vẫn trong đầu vẫn muốn là cô này được 100 triệu. Bởi vì cổ có những cái mà cái thần á, cổ cái bình thường, cô không có gì vội vàng. Da 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 da. Hey. Mà quan trọng như nè, đây là lần đầu tiên tôi thấy thí sinh thi vòng 5 không có dấu hiệu sợ sệt luôn. Đúng rồi. Hồi nãy trong em khát nước chạy đi vệ sinh nhiều lắm. Bài của nói chuyện chân bóng là
đi vệ sinh. Tại vì em run quá. Khát nước là uống nước sao mới đi chứ. Bây giờ là giọng xã rồi chơi không? Dạ. Dạ chơi. Vô. Vô giọng xã. Giọng xã nha. Tôi thách mà thêm một lần, tôi thách mà thêm một lần. Thiệt tôi không cười đó. Thiệt á, tôi coi nè, tôi coi bà làm cái gì. Vòng 6 em sẽ được gấp đôi. Rồi, 60 giây cho vòng 6 bắt đầu. Xin tiếng ca đây không ngừng, vui sướng cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Xin tiếng ca đây không ngừng, vui sướng cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Xin tiếng ca đây không ngừng. Chưa có đà. Vui sướng cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Hay quá. Xin tiếng ca đây không ngừng. Vui sướng cũng vui. Vui. Xin tiếng ca đây không ngừng. Vui sướng cũng vui. Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo. Da 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 da. Xin tiếng ca đây không. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc trong đôi đấy, bạn đã là tài giỏi. Thực ra anh không có giọng sáo. Nhưng mà vòng năm là hết rồi, nhưng mà em sẽ bước vào đêm là gala. Rồi luôn. Rồi. Tức là hiện tại là có 100 triệu và có cơ hội à, chắc chắn rồi, một tấm vé quay trở lại và trong đêm đó em sẽ kiếm thêm được một đống tiền nữa với da 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 da. Chưa bao giờ có một người nào bình tĩnh như em. Em coi 100 triệu rất giỡn chơi. Người ta đang ở vòng 5, đáng là người ta phải òa lên vì người ta có 100 triệu. Hỏi em thi không? Em không suy nghĩ. Thi. Vì sao? Đa 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 đa. Vì sao? Vì cổ tự điều khiển được và có biết là cái lực của ông sẽ đi nữa. Mà quá thông minh ở chỗ là vậy nè, cái vòng 6. Đúng rồi. Chơi xin không? Chơi cái khúc xin không? Mà biết là hai bà này chưa cười đó nha. Chưa đâu. Bà vẫn cứ xin hoài. Bà phiêu được. Bà nhìn nha, bà nhìn ở đây nha. Bà có nhìn. Tôi đừng có tự thương thấy. Mà bà phiêu á, bà phiêu được cái điều là người ta tới đâu, cái bà vòng vô đà bà thấy chưa ổn, bà dở lại xin dính liền, ghê thiệt. Tại vì bà biết mình sẽ chờ đà, mà chờ đà, cái bà đẩy qua xin, ờ đó, vòng hai bà đẩy qua ừ, bé này nó có ba đường ghê thiệt. Hay quá em ơi. Lấy hàng. Nhận 100 triệu từ chương trình Thách Thức Danh Hài mùa thứ tư. Trăm triệu lắm á. Đây nè. Và mời thí sinh tiếp theo. Ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tất cả các thí sinh Thách Thức Danh Hài mùa 4 có lẽ chính là cô sinh viên Đông Lâm có gương mặt bất biến. Cười. Chỉ với một bài hát và cách xử lý thông minh, Kim Hoàng đã vượt qua được 5 vòng của chương trình và nhận được 100 triệu đồng, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả xem truyền hình trên cả nước. Kim Hoàng đã nhận được một tấm vé bước vào vòng gala. Cùng đón xem cô gái này có phải là thí sinh may mắn nhận được giải thưởng 150 triệu đồng của chương trình Thách Thức Danh Hài mùa 4 hay không nhé. Em chào hai anh. Em chào anh Tiến Luật. Chào em. Chào quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay cũng như là đang xem chương trình qua TV. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe, dạng điều như ý, đặc biệt thiệt là vui vẻ. Em cảm ơn. Năm mới phát tài luôn em. Ai quánh hai cái má vậy? Ai tán bầm hai bên này? Dạ. Ai tán bầm hai bên này vậy? Nói chung em thành ra như vậy là cũng một câu chuyện dài lắm. Làm sao? Em thành ra như vậy. Hồi đêm 16 có người nói cái bản mặt của em không có được tươi. Cái em về em mới
Em lựa áo dài thì em thấy cái màu này cũng được. Nó hơi sến nhưng mà nhìn cũng không có chói mắt, nhìn cũng dễ chịu. Dễ chịu. Có hoa nữa, người ta nói tươi như hoa mà. Rồi cái mặc dù em không thích, nói chung là cái lúc trang điểm á, em nói với chị đó là chị đánh cho em má hồng đi. Nhưng mà mặc dù em không thích màu hồng thì, nhưng mà làm cho cái bản mặt của mình tươi mà. Nhưng mà mới đầu là tô lọt thôi à, xong cái anh kia nó không có tươi, cái chỉ có dặm thêm nữa. Rồi còn con mắt của em á, thì mới đầu thì nó sắc lắm, nhưng mà sau đó em thấy nó kỳ quá cho nên em kêu bôi bớt. Nói chung giờ là đỡ rồi đó. Bởi vậy người ta nói đẻo cày giữa đường thì không có da cái gì hết á. Ủa rồi câu chuyện nó có cái gì đâu mà mà câu chuyện dài ở đây thì dài đó chứ đâu có đâu thì thằng ta nói dài là nói dài thiệt. Đã kể dài thôi chứ nó cấp lẹ lắm. Mà tán cái mặt gì thích không? Dạ nói chung là anh không có quen. Không quen đúng không? Thì cái quen là cái mặt phải sao? Dạ để mặt bình thường nhưng mà lên tivi thì để mặt vậy không có được. Không, ý là họ phải trang điểm. Rồi lên chương trình là phải vậy. Giờ hỏi lại nè, nhiêu tuổi rồi? Dạ em 23. Rồi, quê đâu? Dạ, em ở Bình Chánh. Nhớ mà. Hôm bữa ca cái bài kia một bài một mà 6 vòng của cuộc thi. Cảm nghĩ em như thế nào? Tối về hoàn hồn lại có biết là mình đã nhận tiền chưa? Nói thiệt, lúc đó em cũng hơi đơ. Nhưng mà không phải là em bình tĩnh mà là em không nghĩ là em được 100 triệu. Nói thiệt, bữa đó về em thức tới 3 giờ sáng em không hiểu sao mà em được vậy. Cái em mới kêu nhỏ em á, ê, tao được 100 triệu. Nó đang ngủ cái nó nói bà khùng hả bà. Thế xong cái em ngủ tiếp. Nhưng mà sáng ra thì em bình tĩnh lại là em biết là mình may mắn chứ không phải là. Tại vì lúc đó tâm trạng của em như vậy á, thì nó hát như vậy mọi người mới thấy vui. Chứ mà lúc hồi nãy duyệt bài thì thấy không có được cho lắm. Tại cái em không có khả năng diễn xuất. Đâu cần diễn xuất. Cuộc thi nào cần diễn xuất. Chứ riêng cuộc thi này cần sự duyên dáng và sự ứng biến thông minh của thí sinh. Em diễn sao được, hai ông dưới đó ông diễn mười mấy năm mà bây giờ mới ra diễn sao hai ông đó cười nổi. Đây là cái loại chương trình đặc biệt là không cần sự diễn xuất. Diễn xuất luôn luôn là phương tiện hỗ trợ thôi. Còn người ta đa số cười là cười vì cái sự chân thật, cười vì cái tình huống nó xảy ra trên cái sân khấu đó. Em hiểu không? Gì đâu phải diễn. Em thấy không, em ca có một bạn được 6 vòng có diễn gì đâu. Cái đó là em thật người ta mới cười chứ em diễn ta đâu có cười. Ca lại bài đó không? Em ca lại thì nó nhàm quá. Bởi vậy rồi. Thôi dụ thôi. Bây giờ mình ca nhẹ đoạn ngắn mồi lại cho khán giả nhớ lại cái bài của mình nè. Ca thử coi. 2 và da 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 da. Hey, da 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 da. Vẫn còn. Ok. Được rồi. Giữ phong độ mà. Thấy không? Mình làm cho máy nó nóng lại. Còn không hiểu gì sao Trấn Thành cười luôn. Không hiểu luôn. Còn em còn đô lắm. Rồi, thi chưa? Em á, cái gu em là đừng nói chuyện nhiều. Đúng. Dạ, hiểu không? Nha. Đừng giao lưu nhiều, riêng gu em là đừng giao lưu nhiều. Mình phải bí hiểm đi. Nãy giờ nói hơi nhiều rồi đó. Thiệt. Thì cái đó là biết là em không hiểu Trường Giang nói gì đâu. Anh khuyên để em kiếm 100 triệu á. Rồi, bây giờ mình thi nè. Thi ha. Dạ rồi. Rồi, 60 giây bắt đầu. Người ta thường nói đừng có trong mày mà bắt hình dong. Nhìn mặt mũi hơi đơ vậy nhưng mà bản thân của mũi, cái con người của mũi rất là nhiệt thành. Hai Quynh chỉ cần lắng nghe cái giọng nói của mũi là cũng được rồi. Quynh mũi luôn á. Lần thứ hai gặp Hai Quynh mà mũi cứ tưởng chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước. Trường Văn đại ca, Trấn Thành sư huynh, chủ nhật này mũi mà Hai Quynh về nhà của mũi chơi có được không hả? Để làm gì? Hai Quynh hứa rồi đó nha. Trường Văn đại ca, Quynh thì đẹp trai sẵn rồi nên không cần phải mặc gì hết. Em tính nói là đừng nói để lát diễn. Trường Giang sao bắt không cho người ta mặc gì trong quay nhà mà. Không phải em, không khỏi cãi. Nói làm gì, giải thích làm gì.
tôi không còn biết. Tiếp đi, tiếp luôn cái này là cái khác. Rồi cái này. Rồi, rồi 60 giây bắt đầu. Trường Nhân đại ca, Quỳnh thì đẹp trai sẵn rồi, nên mặc cái gì cũng đẹp hết. Miễn là Quỳnh thấy thoải mái, trấn thành sư Quỳnh. Quỳnh thì không có chỗ nào để chê hết. À, cha mẹ muội đã già rồi nên còn được yên tĩnh một chút. Đừng có gì rồi. Cha mẹ muội cần yên tĩnh mà nhắc tới chân thành là hiểu rồi. Cha mẹ muội cần yên tĩnh một chút. Tôi làm cái gì? Tôi làm cái gì cha mẹ em? Đó, mà em xài xỉ tôi cần yên tĩnh. Tôi qua mà nói tôi nói cái gì? Mà đúng không? Tôi nói cái gì mà em xài xỉ tôi? Quá trời em rồi. Hey, trời. Điểm luôn cái này luôn. Duyên dáng hợp lý. Dạ được. Rồi, được được. Rồi, 60 giây của vòng 3 bắt đầu. À, sáng đây muội kể về cha mẹ của muội để hai Quỳnh không có bỡ ngỡ. Trường Nhân đại ca, mẹ của muội thích nhất là món canh chua đó. Canh chua thơm cá điều hồng, canh chua cá bông lau bông xoa đũa, canh chua thịt gà lá giang, canh chua me đỏ cá hú, canh chua bắp chuối cá ba sa và các món làm từ khổ qua. Khổ qua dòng thịt, canh khổ qua sườn non, lẩu khổ qua cá tắc lát, khổ qua xào thịt bò, khổ qua luộc, quẹt mắm ruốc, thịt có rồi xả ớt. Bạn đã vượt qua vòng 3. Nhà mở quán cơm hả? Là không, cái đó là mấy cái món mà mẹ em thích. Mẹ em thích ăn chua với lại... Em thích cỡ đó món hả? Dạ. Mà cái ghê nhất là... Không, cái ghê nhất là cái bà rồi. Nó đi... Khổ qua xào thịt bò, khổ qua luộc, quẹt mắm ruốc, xào thịt bò rồi, xả ớt. Nó đi cái cú mà rô đai á. Rồi. Nó đi cái cú đó tôi chết á. Trời ơi, ai phái em xuống đây? Sao lại có cái món bao rồi? Sao lại có... Tại em thấy mấy kia không có điểm nhấn cho nên em mới rọi chữ đó. Em mới rọi chữ đó. Thông minh. Quá thông minh. Quan trọng hơn hết, em nói một câu với những cái từ ngữ cực kỳ khó nhớ. Mấy cái món đó nó dễ lẫn lộn nhau lắm. Nhưng mà cái đó mà mẹ em thích. Biết rồi. Em có cãi chị ba. Em có cãi. Chứ em nói là cái món nó cực kỳ khó nhớ. Mà em nhớ, em nói trôi chảy, chậm, chắc, từng chữ một. Món mẹ em thích đó nha. Thì đó. Nhớ thì đó nha. Mẹ nó nhớ vô trong đầu dùm cái. Là mẹ em thích cái món bao rồi. Dạ, mắm vuốt, xào thịt bao rồi, xả ớt. Ừ. Rồi, bây giờ tới vòng thứ tư. Cố lên nha. Hoa. Cái này nữa hay là cái khác? Dạ em, hôm bữa em tính lấy cái đó thi mà tự nhiên cái lãnh 150 triệu nên không được diễn cái này cho nên hôm nay. À, hôm bữa là tính lấy cái này thi mà dạ, lãnh 100 triệu rồi là hết được diễn rồi, còn dư lại đó hả? Dạ cái đó là tiết mục dài như vậy, tiết mục thứ hai đó, tiết mục như vậy á. Bây giờ diễn cái này tiếp hay đổi cái khác? Dạ không, vẫn cái này, tại hôm bữa tại cái này em thấy cái này mẹ thích rồi, biết rồi. Rồi dạ. Cái này là tâm đắc nhất. Bây giờ sao, giờ diễn cái nào? Dạ. Cái này nè. Sau cái ba rọi là tới ba chỉ nè. Làm tiếp cái này đúng không? Hay là cái lần trước? Cái này nè. Thôi để cho em lấy thiên đạo cụ đi. Ừ. Đặng sẵn là hồi không được thì em chuyển tiếp. Ừ. Đấy, ghê thiệt. Lấy đi. Tại vì còn có cái miếng à. Thông minh à. Em. Dạ. Bất cứ lúc nào trên đường đời đầy cát bụi, em bị người đời xô ngã, em va vấp, em gặp những khó khăn, những vướng mắc không thể vượt qua, hãy em hãy làm điều đó để cứu lấy bản thân mình. Nhớ nhá, đó là cái bùa mà một người đã dính của em từ hồi mở tới giờ. Bất cứ lúc nào em cảm thấy bơ vơ, em cần một vòng tay, em cần một nụ cười, hãy nhớ nha. Rồi anh nhắc cho em luôn. Rồi bây giờ thi tiếp đi. Được chưa? Dạ rồi. Trời đất ơi, sống trả lời người ta đi bà ơi bà. Mới suy nghĩ 6 tháng. Chị đều rồi chậm chưa. Rồi chưa? Dạ rồi. Em thì bà rồi, bà cứ nói rồi đi, bà suy dạ nghĩ rồi. Hoài ông Lực rồi. Đã sẵn sàng. Sẵn sàng. Vòng thứ tư bắt đầu với 60 giây. Vậy cho nên Quỳnh tự tin làm được món nào thì làm, còn không thì cứ vô bếp phụ với mẹ muội. Nè,
Không biết thì phải hỏi, chứ Quỳnh đừng có làm biếng. Có chuyện này muội muốn kể cho hai Quỳnh nghe. Hai Quỳnh không được nói cho người thứ tư biết, tuyệt đối không được nói cho người thứ tư biết. Sống để bụng, chết mang theo. Đó là khi tới nhà của muội, hai Quỳnh không được nhắc tới một món đồ. Để muội kể cho mà nghe. Mấy năm về trước, nhà của muội có bị mất một cái tivi trắng đen. Đêm đó không xem được dự báo thời tiết nên không biết là có giông bão kéo tới. Mấy bữa đó cha của muội trở tay không có kịp, chuồng vịt tóc mái, đàn vịt lạnh lẽo ngoài trời mưa. Và sáng hôm sau chúng vẫn bình thường. Sao đế thiệt. Dạ sao thôi chúng vẫn bình thường. Còn không, cái đoạn này còn dài không? Dạ còn. Dài không? Thôi để cho em diễn cái này vui đi. Tại cái này diễn cho hết. Ủa Phan, nhưng mà còn em còn còn vòng mà. Còn vòng nữa đó. Thôi bây giờ diễn, này diễn. Bây giờ cái diễn tiếp cái đó. Mà cảm thấy hết cái đó rồi mà không cười thì diễn cái khác. Dạ đúng rồi. Em tại nãy em có một suy tự nhiên em ngồi quán cà phê á, nhìn ngay chỗ cái đài liệt sĩ Gò Giáp, cái em tại em lúc đó em ngọn mình, nói chung là thấy cũng hơi buồn buồn, nhưng mà nhớ lại một số cái hồi xưa cho nên thấy cũng vui vui, cho nên em suy nghĩ là hồi em kể cái đó sao cũng được. Rồi ha. Không còn cái này em vui nha, em diễn vui. Khoan. Dạ. Là cái này em diễn tặng vui thôi. Dạ mà. Dạ đúng rồi, không có bấm giờ nha. Ok. Ủa lỡ nó vui thiệt thì sao? Chị kể nó. Cưng, trời à, ơi kể vậy đi. Diễn tiếp tại đi. Tại vì muội thấy em thấy nó muội thấy sao, tức là bây giờ hỏi nè, cái phần mà hồi nãy muội ngồi kia muội nghĩ á, là nó có dài không? Nó bất chợt lắm, nhưng mà em thấy nó được. Nó được nhưng mà ý là cái thời gian nó có dài không? Cái câu chuyện mà muội nghĩ là mình nó vui mà ở ngoài ghế đá, muội thấy nó dài không? Nó có đủ một phút không á? Cái đó giống như là một câu chuyện, em nghĩ em lúc hồi em chế thành một bài tập làm văn vậy á. Ừ. Được. Em lấy cái khúc thân bài vui thì em được, bấm được, tập được, đừng nói, đừng nói. Ý là nó dài không, nó đủ một phút không? Nếu nó ngắn thì lấy cái khúc đuôi này gấp vô là đủ phút. Không dài, ví dụ mà kể ra thì dài, nó muốn dài thì dài hả? Ừ. Cái này cho em diễn vui. Tại đây là diễn phục vụ tặng bà con. Dạ, đúng không? Tại thôi mà phong thủy lúc trước là không có phục vụ đó. Thôi kệ, em không có tên phong thủy. Chuyện của người ta cho người ta diễn. Rồi. Rồi diễn tặng cái kia, cái cuối cùng con gà vịt sao nữa. Sau khi con vịt vẫn bình thường. Dạ. Diễn vui. 2, 3, vô. Nói chung là đàn vịt vẫn bình thường đó. Nhưng mà trong lòng thì nó oán giận cha của muội lắm. Rồi cái mà muội nói á, mấy tháng sau á, một tháng sau thì đàn vịt không có còn nữa, bởi vì cha của muội đã bán nó lấy tiền mua cái tivi màu, cái tivi mới á, tivi màu HDNN kiểu dáng sang trọng thanh lịch mà bạn chưa bao giờ thấy. Đặc biệt sẽ cho bạn một cảm nhận chân thật như cuộc sống. Hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động. Đó, rồi, diễn là giá ưu đãi chỉ 1.380.000 đồng, 1.380.000 đồng, nhanh lên, số lượng có hạn. Món đồ mà muốn nói là cái tivi đó. Thôi không. Cái gì nữa? Vậy cho nên lúc hai Quỳnh mà xem phim Gia Đình Là Số 1 với cha của muội á, cho dù tivi có đẹp cỡ nào thì cũng đừng có khen, để trong bụng. Có khen á thì khen cái nam diễn viên vào vai người cha của Đức Minh Đức Mẫn, sao mà có gương mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú quá, diễn xuất sao mà tài tình sâu sắc quá. Khen đại vậy đi. Ok, khen đại vậy đi. Hên không phải không? Hên không? Dạ, có nhiêu đó à. Ừ. Hôm bữa có nhiêu đó à. Hên là diễn phục vụ đó. Bây giờ là mới mang cái bất chợt nè. Bà biết cái nào cười không cười chứ bà. Bà biết cái nào đô nặng hơn đúng không? Quá thông minh. Quá thông minh. Hay thật. Mà công nhận cái bối cảnh mà em chọn để ra ý tưởng nó cũng lạ hơn người ta. Anh thì anh nể em luôn à. Cực dạ. Kỳ đặc biệt. Dạ không, chỉ là nhớ lại cái ký ức hồi xưa thôi. Bây giờ để đem kể cái phần mở bài. Nói cái phần mở bài, tức là cái phần nãy em giờ mới xin. Giờ thấy chưa? Dạ chưa, phải đem kể cái đã. Đã đầu trước đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, mời em kể. Cái này là câu chuyện hồi xưa á, là lúc em học lớp 2, lúc đó cô mới nói là mấy em về nhà. Nói chung là cô rất là quan tâm đến sở thích của học sinh.
Cô nói là cô sẽ dành ra một buổi để mà cho mấy em trình bày tâm tư nguyện vọng hoặc là nói về các sở thích của mình. Đó. Bữa đó tự nhiên bất chợt lên cái múa côn. Cái mấy đứa con trai múa xong cái mấy đứa con trai rất là bái phục. Nói chung là đứa thì xách dép, xách dài. Cái câu chuyện này khoảng tối nay nó xong hả? Dạ thôi vậy, vậy để em kể tắt lại là tới tiết mục của em. Nhanh ha. Kể nhanh dễ chờ. Đi. Rồi thôi anh ba bấm luôn đi chứ. Là tới giờ bây giờ có như là bây giờ anh tóm tắt lại cho em nè. Là bà cô bà có một cái nơi để mà kêu học trò nói ra nguyện vọng và ước mơ của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Cái bây giờ là tới em đúng không? Dạ đúng rồi. Nó ngắn như vậy thôi đó. Bà kể chi cho dài nè. Trời đất ơi, muốn xỉu với bà luôn á. Sao đây là ước mơ của cái của bà hồi xưa nè. Dạ của bà hồi xưa nè. Ước cái này mơ chia... đồng thứ năm rồi. Thôi này, để em nói luôn, mất con không kịp cái kia nữa. Ừ nói đi. Tại vì cái này bất chợt cho nên nhiều khi nó không có được sắp xếp một cách. Gọn gàng đúng không? Dạ đúng rồi, nó hơi thừa bừa. Thừa bừa, nói đi cơ. À tới nhưng mà cái tới tiết mục của em á, cái em mới nói với cô là à, cô ơi cô thông cảm cho em. Mấy bữa nay ba em bán dịch cho nên không có đem dịch lên biểu diễn với cô được. Cho nên bây giờ em sẽ hát một bài để tặng cho cô với mấy bạn. Dạ, bây giờ là anh bấm đi. À. Rồi, vòng thứ 5. 60 giây bắt đầu. Bài hát đó cũng đơn giản, đó là nói về con dịch. Một con dịch sẽ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ. Núp trên bờ mấy cái cánh cho khô. Hai con dịch sẽ ra bốn cái cảnh. Nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ. Núp trên bờ mấy cái cảnh cho khô. Ba con dịch sẽ ra sáu cái cảnh. Nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ. Núp trên bờ mấy cái cảnh cho khô. Bốn con dịch sẽ ra tám cái cảnh. Nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị ba bi bợm. Núp trên bờ mấy cái cảnh chó khô. Năm con dịch sẽ ra mười cái cảnh. Nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Nói chung là mỗi có hơn 100 con dịch đó. Mà cho người ta có 60 giây hà sao ta kể hết. Sáu con dịch sẽ ra 12 cái cánh. Sáu con dịch sẽ ra 12 cái cánh. À. Chúc mừng em vừa được 150 triệu. Diễn tiếp đi. 8 con dịch sẽ ra 16 cái cánh. Nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị ba bị bợm. Núp trên bờ mấy cái cảnh cho khô. 9 con dịch sẽ ra 18 cái cánh. Nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị ba bị bợm. Núp trên bờ mấy cái cảnh cho khô. 9 con dịch sẽ ra 18 cái cánh. Nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước bó bị ba bị bợm. Núp trên bờ mấy cái cảnh cho khô. Tiếp là gì? Mùi. Tiếp mùi. Chín rồi đó. Chín hả? Mùi con dịch sẽ ra 20 cái cánh. Nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bợm. Nấp trên bờ mấy cái cánh cho khô. 21 con dịch. Cuối cùng là gì? Cuối cùng của cái này là gì? Dạ mùi chưa có kết được. Trời ơi trời. Không gan dễ sợ thôi. Không có kết. Nhưng mà ý là mũi nói là tại hồi nãy thật ra anh lúc mà lên đây á, mũi sợ nhất á là không phải là không được nhận tiền, nhưng mà mũi sợ nhất là cái vòng đầu mà không được cái bị quê lắm. Tại vì hả lúc mà hả mũi vô đây cái có cái anh kia nói ủa em hôm bữa hát bài đa đúng không? Dạ. Hôm nay hát bài gì vậy em? Dạ. Cái em mới cười, cái em không hát lại bài đó đâu. Xong cái có cái chị kia nói là như vậy đó. Xong cái em nói là nói chung là em thấy đáng lẽ hồi nãy tâm trạng nó
Em nói chung em mới qua cái cảm giác bất ngờ vì được 100 triệu. Bây giờ thay cảm thấy nó hơi nặng, bởi vì mọi người giống như là kỳ vọng vào mình quá. Nói chung là em cảm ơn chương trình với lại khán giả. Còn 10 giây mà lỡ Thành không cười là em hát tới hết luôn hả? Chứ vô nãy anh không cười thì em hát tới đâu? Không, tại vì em qua hồi nãy em sợ là em vòng một em không ai cười em mới quê, nhưng mà bây giờ thì nói chung là không được thì không sao hết. Ý mọi người hỏi là hồi nãy mà anh Thành không cười ở chỗ đó thì em sẽ diễn, em cứ đếm hoài đúng không? Em đếm hoài luôn á. Không, em nói thiệt, em thề. Chứ nói thiệt. Có ai không tin bà đâu mà bà thề. Em là một con người có cái độ tập trung rất là cao độ, ai làm gì làm chuyện của người ta, em làm đúng cái chuyện của em. Thật ra em thấy đó cũng là cái khuyết điểm của em, tại vì em không có thể làm hai công việc được cùng một lúc, tức là làm cái này em tập trung làm. Nói chung là đó là cái lý do vì sao em không có sợ con nhỏ này. Con nhỏ này nó nhảy gì chuyện của nó. Em rất tập trung, chưa bao giờ anh thấy em phải hoang mang vì nó. Mặc dù em rất đủ thông minh để em đang nói, em ngó lên cái đồng hồ, em biết canh hết á. Nhưng mà em không bao giờ vì nó mà mình bị hoang mang. 250 triệu tổng cộng. Làm gì cho hết tiền? Dạ, trả nợ. Nợ gì? Từ nhỏ đến lớn, từ lúc mà cưới mẹ một em thì cha em cũng mang. Cái gì? Không, lộn, cha em nói chung là thì trả hết tiền xong cái còn dư thì sửa lại cái chuồng vịt. Rồi sau đó em ba em sẽ lấy tiền đi làm răng lại. Tại vì ba em thích nhất là cái món bánh nếp á, mà nói chung là ăn cũng được nhưng mà không, bây giờ ăn không có ngon, cho nên mà ba em cứ chần chừ là hả, chừng nào có tiền mới đi khám răng, cho nên giờ mà có tiền thì em đem tiền về cho ba em đi làm cái răng mới. Nói chung là em đem tiền về cho ba mẹ chứ em không biết làm gì hết, tại vì tiền ba mẹ đó giờ nuôi cho em mà. Bà có 250 triệu mà bà suy nghĩ hết mọi chuyện trong cuộc đời bà. Tính mua nhà không em? Dạ không, tại vì không có đủ nha. Không phải, mới đầu ví dụ mà em, thật ra không phải là em bình tĩnh nhưng mà em suy nghĩ đơn giản lắm. Ví dụ mà em không tham gia được chương trình này thì em cũng phải ra trường rồi đi làm thôi à. Thì cũng trả nợ hết thôi. Còn ví dụ mà có số tiền này thì làm nhanh hơn à. Ai xuống em lên đây thì? Bữa đó thế em... câu chuyện đó hả? Dạ có, nó đẻ nhiều lắm. Tại lúc mà em làm đề tài á, cái em vô phòng thí nghiệm, cái lỡ tay làm bể mấy cái lọ thí nghiệm, xong cái em phải lên cái đường Nguyễn Đình Chiểu á, đặng mua. Xong cái trưa nắng mệt quá, cái em tính ghé chỗ nào, cái xong cái thấy trong đây có chỗ che nhưng mà cách tiên, nhưng mà em nghĩ chắc vô được. Em ngồi ăn miếng bánh uống nước à, em mới đặt cái ghế, cái chị kia nói em đăng ký hả em? Dạ. Em không phải là đam mê gì hết, mà nếu mà em đam mê là em đã tham gia từ vòng 2, ơi mùa 2 rồi. Cho nên nói chung em thấy thôi cứ vô coi sao, tại em cũng khoái những cái mà trải nghiệm á. Tại đang cho mình có cảm giác, chứ em thấy em cũng rụt rè lắm. Rồi xong cái vô cái anh đó phát số báo danh rồi, cái cách tin. Cái ảnh kêu là em làm gì, em có gì, cái em nói em chỉ biết hát thôi, cái em mới hát bài là các trọng lý đó. Xong cái ảnh nó vui á, thì em về em tập cái đó đi. Rồi xong cái... Thôi được rồi, tôi nói tôi hiểu rồi. Cái chuyện cũng khá là dài rồi đó. Ừ. Lấy hàng cho em đi. Cảm ơn em đã đến với cuộc thi này. Em là một hiện tượng rất là lạ, chân thật, mộc mạc, chất phát. Và cái duyên trong con người em đã tự đến, rất là lạ. Chúc mừng em với 150 triệu. Dạ, em cảm ơn hai anh. Chúc mừng em vừa vượt qua vòng gala của Thách Thức Trên Đài mùa 4 với giải thưởng là 150 triệu đồng. Xin mời thí sinh kế tiếp. Gì vậy? Dạ, em kính chào anh Trường Giang, anh Trấn Thành và anh Ngô Kiến Huy cùng các quý vị ở đây. Em tên Kim Hoàng, năm nay em 24 tuổi.
hôm nay em trở lại, mong được mọi người đón nhận. Em cảm ơn. Trời ơi, ăn bận lạ vậy ta. Dạ. Cái này là ngày thường của em á hả? Dạ. Lúc em chưa thi Thách Thức Kinh Hài là em gọn gàng như vậy. Rồi em thi xong em bề bộn hả? Dạ không, thi xong em gọn gàng hơn. Mà sao bữa ốm như ốm nhách, sao bữa nay tròn vo vậy? Dạ, hôm bữa em làm đề tài á. Đề tài gì? Dạ, đề tài tốt nghiệp cho nên... Đề tài là... Liên quan đến ẩm thực hả? Mang mỡ trong người hay gì? Dạ, nông nghiệp á anh. Ý là làm đề tài đại học á. Biết rồi. Luận văn tốt nghiệp á hả? Dạ. Nhưng mà lý do tại sao làm cái đó mà mập lên? Tức đó là bây giờ em mập hơn hả? Mập nhiều à. Nhiều hơn so lần trước đúng không? Chắc là vui hơn. Ừ, xây nhà chưa? Dạ, nhà em thì tu sửa bình thường. Tu sửa thôi hả? Dạ. Có bồ chưa? Dạ, có lâu rồi. Có lâu rồi. Tên gì à? Nói đâu có biết đâu. Nói một chữ thôi. Nói ba mẹ em cũng chưa biết nữa cho nên em không giờ có biết đó. Mà bây giờ phải hỏi cái điều này là sau khi mà đoạt giải ở vòng ngoài và ở gala thì trong trường học sao? Bước ra đường mọi người thấy em như thế nào? Dạ mọi người có hỏi em không? Dạ có. Ta hỏi gì? Thường câu hỏi ta hay hỏi em là câu gì? Lãnh tiền chưa? Hợp lý. Em nói câu này hợp lý. Rồi sao nữa? Nhưng mà mấy bạn nói chúc mừng em. Rồi em được nhiều biệt danh lắm. Biệt danh gì đâu, ví dụ nè. Thánh Đà. Thánh Đà. Đà Đa. Nhưng mà gọi Đà Đa là nhiều hơn. Đà Đa phải không? Dạ. Đà Đa. Người ta có kêu hát thử cho người ta nghe không? Có ai yêu cầu rồi này nọ không? Dạ có. Để em có ca không? Dạ có. Người ta có cười không? Dạ chắc là em không biết cố tình hay là ấy, nhưng mà người ta thấy vui. Mặt ca cưng lắm, đâu ca lại bạn đó thôi. 2, 3. Da 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 hey da 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 da. Hay cái nó đã lắm nha, nó hay nó cưng lắm, nó hay cái mà cái hay nó rất là nhẹ nhàng. Rồi lúc mà đoạt giải về bạn trai có nói gì không? Bạn trai nó hay quá ha. Hay quá ha, vậy ha. Hay quá ha. Mà có đồ chi không? Không, không có quan tâm. Mạnh ai nó xài chứ. Đúng rồi. Ba má có vui không? Dạ vui. Nhưng mà vui nhất là khi em đứng trên sân khấu á, ba em vui, ba mẹ em vui là vui nở mày nở mặt á đúng không? Dạ. Ba con họ hàng rồi có ai gọi điện thoại hỏi chúc mừng này nọ không? Dạ nhiều lắm. Rồi có đồ chia không? Có đồ đãi ăn gì không? Việt Nam hay có vụ mà ý, khao rửa rồi đó. Có vụ đâu? Dạ chỉ chúc mừng vậy thôi à. Ừ chắc đâu bao ai đâu em hả? Giọng tán anh Huy. Ừ. Chưa hiểu luôn phải không? Em đúng quá. Đi đâu rốn. Thoải mái lên nè. Bữa nay em tới đây em chuẩn bị mấy vòng? Dạ 5 vòng. 5 vòng. Cố gắng lên nha. Không chừng lấy thêm lần nữa chứ. Thiệt chứ. Rồi. Chơi nha. Nhưng mà em nói một câu chứ. 2, 3. Sau khi suy nghĩ thì em quyết định bỏ những cái mà em đã tập vợ, bởi vì nó không phù hợp với tâm thế của em nữa. Đúng. Thông minh. Bây giờ em sẽ diễn cái mới. Nhưng mà mọi người đừng có mong đợi gì hết. Trời có duyên nha trời. Trời ơi có duyên nha. Không mong đợi luôn. Không mong đợi luôn. Yên lặng nè, thoải mái, tâm lý thoải mái nè. Sao hôm nay thi gì? Dạ hôm nay em chỉ hát đến đây có một bài hát. Bài gì? Bài Giấc Mộng Lớn. Bởi vì em thấy những gì mà em trải qua giống như một giấc mộng vậy đó. Lê Cát Trọng Lý nữa kìa. Cái bài này là của chị Lê Cát Trọng Lý. Bởi vì em chỉ biết có mình nghệ sĩ này ha. Trời ơi. Liệu có phải là một bài đà đà đá hay không ta? Để coi nha. Rồi. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ngày xưa giấc xưa lúc chưa ai biết sống, từ một nơi chẳng tên gọi hoa
hoa da vàng trêu tình tố. Tiếng người thang quân đã chiến thắng vang rồi. Thắng của chúng tôi đây bằng lần này rồi. Đúng không bạn? Vừa có một đời. Sao? Trời ơi, em ơi, em là cái dạng thí sinh lạ lùng trên đời này, chỉ có biết, có như là chỉ biết gieo cười bằng bài hát thôi đó. Bài hát rất chân thành chứ. Chị Lê Cái Trọng Ly có hát vậy không? Đừng trả lời, tiếp. Tiếp vòng 2 đi. Hát tiếp vào đoạn đó nghe, vòng 2, bắt đầu. Tiếng người thang tiếng người vui, tiếng sân trên cao xuống trận này trận lão. Biết tôi đẹp, biết nô đùa lắm tháng trận lão. Biết sinh diệt, biết đi tìm trời cao. Tiếng của tôi đến từ đâu? Quân đã chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây bằng lần này rồi. Thế bụng hả? Sao cái đoạn nó lên dữ vậy? Tiếng của trời, đừng nói cái bài này làm thêm 5 vòng nữa nha trời. Chứ tôi chết quá thiệt á. Lại. Tiếp luôn, vòng 3 luôn. Vòng 3. Đang có nư rồi, đang có cái nư rồi. Vòng 3. 2, 3, bắt đầu. Tiếng của tôi đến từ đâu? Chết về đâu? Sông giấc mộng này ngùng chơi. Ai. 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 Hết rồi. Hát lại. Ngày xưa, giấc xưa, lúc chưa ai biết sống. Biết sống. Ngày xưa, giấc xưa, lúc chưa ai biết sống. Chợt một nơi, chẳng tên gọi, hoa da vàng, chiều tinh tú. Tiếng người thắng hay. Tiếng người vui, tiếng chàng trên cao xuống trận này trận lão. Biết tươi đẹp, biết nô đùa lặm than. Hết thời gian. Trời ơi, bài này là bài khác là chết nữa. Cái bài này nó không có cái sự lặp lại giống như cái bài kia. Nó không có lặp lại, nó không có điệp khúc. Nó phải có cái da 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 da. À. À, em thấy vui rồi. Vui rồi. Không, cái bài này cũng gần luôn. Tiếng của này, tiếng của người kia. Em á, em chỉ làm những cái kịch bản, những cái điều gì em cảm thấy thoải mái thì em mới tự tin. Dạ, với lại nó phù hợp với tâm thế của em. Tâm thế hoài thì rớt tâm thế hoài. Tâm thế của em là cái gì? Tâm thế của em là cái gì? Tâm thế của em là giống như trong bài hát này á. Bà nói là bà lộn rồi, tâm trạng. À, tâm trạng. Tâm trạng của em dần sao? Sau khi thách thức danh hài xong, cuộc sống của em nhộn nhịp hơn, sống động hơn. Giống như một con cá nhỏ sống lâu năm ở trong một cái ao nhỏ. Rồi một ngày, mây đen kéo đến, gió nổi to, mưa lớn, nước tràn bờ đê. Con cá nhỏ trôi dạt ra ngoài biển đông. Sóng to gió lớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của nó biết thế nào gọi là biển động. Em sẽ bị chết đuối. Hết rồi. Con cá nó gặp con gì? Bắt đầu gặp những vật thể. Bỏ một ngày nó gặp Sinbad. Vô tình gặp ông lão đánh cá. Họ đại cái mặt cưng lắm, đại cái mặt có duyên lắm. Tội nghiệp cô bé này. Cô bé này cũng bị một cái trường hợp đó là mong đợi quá nhiều. Thiệt. Mặc dù không muốn mong đợi đâu, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Tại vì lần trước á, em với cả chị Lê Thị Dần, đó là những cái trường hợp mà chiến thắng không phải vì tài năng, mà là vì sự duyên dáng. Có nghĩa là người ta không biết mọi người đang ở đâu, làm một cái điều mà không ai tin là mình có thể làm được. Hiểu nói không? Bây giờ trở lại đây thì đâu thể xài cái điều đó lại lần thứ hai được. Thì phải sử dụng câu chuyện. Mà dĩ nhiên câu chuyện thì hai người không thể nào giỏi được như diễn viên chuyên nghiệp được. Còn xài một cái khác thì nó phải là một cái gì đó nó thực sự là quái dị, thú vị mà người ta đoán không ra thì mới được. Nhưng mà em cũng là một cái người mà cái thái độ em rất là hài hước, rất là dễ thương. Anh nói thiệt, mặc dù là thi không có được như mọi người mong đợi, nhưng mà anh vẫn rất là thích em. Em xin nói lời cảm ơn. Cảm ơn cha mẹ,
Thời trẻ cha mẹ em cũng có mơ ước mộng tưởng. Đến khi có em thì họ làm đủ việc để mà cho em đầy đủ. Bởi vì đối với cha mẹ em là sự nghiệp, cho nên em phải mạnh mẽ hơn. Em thì có nhiều khuyết điểm lắm, nhưng mà có một ưu điểm là lạc quan. Chỉ cần có lạc quan là có thể chuyển đổi mọi thứ trở nên tốt đẹp và có thể nói những lời chân thành. Cảm ơn cái nghèo đã biết, đã dạy em nỗ lực và cảm nhận được tình làng nghĩa xóm. Cảm ơn ông trời cho em đứng ở đây để nói những lời cảm ơn. Cảm ơn những ai đã yêu mến em và những ai không yêu mến em. Cảm ơn người đã chế tạo ra chương trình Thách Thức Danh Hài. Chế tạo. Cảm ơn em yêu. Trở lại, thấy không? Mặc dù không thành công như chúng ta mong đợi, nhưng em vẫn rất đáng yêu. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ạ. Sống thêm yêu đời, bạn hãy hứa vui tính để đi thi nên tranh tài làm danh hài nơi đây. Cười tay ghế ra sàn, cười tóc tiếng, cười sảng khoái, cười ra nước mắt không nén được. Dù họ có tính ra sao nhưng thấy bạn không kiềm chế được. Thắng cuộc thật rồi đây, bản thân là tài giỏi.